Hello, chào đến toàn thể tất cả cô chú các chị em nha. Hôm nay thì mình cứu lại một cái lo kéo bị mất mưa các bạn ơi. Thì cái bo thì mình bỏ bo xài bình, mình chuyển qua cái bo xài điện nha bạn nha. Đây là chuyển qua bo xài điện và toàn bộ ở trong đây sử dụng bằng hệ thống effect số nha bạn. Đây là mình chỉnh effect số. Rồi bây giờ mình sẽ cho lính mình nó nhấn lên 1, 2, 9, 10 cái effect cho mấy bạn nghe nha ha. Đây là cái quả nhấn cái nút này nè. Alo, 6. Rồi, tiếp tục 1, 1, 1. Đây là echo ha. Alo. Liên. Đây là reward và chế độ thêm reward các bạn. Tiếp. Alo. Đây là chế độ delay. Alo. 2, 3. Anh thua mình chỉnh nha bạn nha. Vừa cơ vừa số nha bạn. Tiếp. Alo. 2, 6, 3. Hai. Rồi ở đây là reward time nha bạn nha. Để dành để cho mình nói chuyện MC. Tiếp. Alo. 1, 1, 1. Alo. Ở đây là vừa echo mà vừa bị quạt chung với bạn nhắn. Tiếp. Alo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiếp. 1, 1, 1. Alo. Rồi ở đây là echo trong delay với bạn nhắn. Rồi tiếp. Rồi bây giờ mình sẽ nói với các bạn luôn. Thì cái bo này nè, mấy bạn nào muốn sử dụng đi kiểu kéo á, thì mấy bạn nói đi hát karaoke lưu động bạn, mấy bạn sử dụng một cái bo này, mấy bạn có thể chỉnh là vừa full sức chỉnh đầy đủ ha, ở trên tích hợp sẵn ở trên hệ thống trên đây hết. Thì mình có một cái hộp gầy vừa đựng vừa với cái mặt này ha, vừa mặt với vừa ghế cái mặt này là 15. Thì mình sẽ gắn vô rồi mấy bạn liên xuống main là mấy bạn chơi thôi. Ở đây mình khỏi test nhạc bạn, mình chỉ cần alo mình nói chuyện vậy là anh chị em mình biết rồi ha. Rồi cảm ơn anh em nhiều nha.